Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Ami ha. Thì mình đang quản lý cửa hàng phụ kiện Ami. Hôm nay trong video clip này thì mình xin giới thiệu với mọi người các mẫu cục ốc vương miện dành cho các nàng công chúa vừa mới cập bến ha chị em ha. Rồi, ở đây thì cái mẫu này là lần đầu tiên cập bến nhà My luôn. Đó, lần đầu tiên cập bến nhà My luôn, rất là xinh luôn đó mọi người. Mẫu này đang cực kỳ hot luôn, mà thật chất á, vương miện á, thì nó bán quanh năm suốt tháng luôn á mọi người. Mấy cái mọi cái công chúa nhỏ, công chúa nào cũng thích vương miện hết á. Cài vương miện nè, cột vương miện nè, rồi có cái dạng mà lược tóc vương miện nữa. Thì rồi hôm nay là có cái dạng là cột tóc ngọc trai vương miện ở trên nữa, đủ kiểu vương miện hết luôn nha chị em. Đó. Chị em nào mà có con gái ha, tha hồ diện luôn. Đây rất là xinh luôn á mọi người. Nè, đó, đủ kiểu vương miện hết luôn nha. Đây. Trên này là có đính đá hết luôn nha chị em. Đó, mẫu này là còn có cái viên đá mà đung đưa ở trên nữa nè mọi người, rất là xinh luôn ha. Rồi, ở đây á thì trên tay My là đang có 2 3 4 5 6 mẫu vương miện cho các bé nè mọi người. Đây cực kỳ đẹp luôn đó. Cái mẫu này á, cái mẫu này thực chất á mọi người, cái hàng cột mà ngọc trai này nè là nó đã có lâu rồi. Cái mẫu cột ngọc trai này thì nó đã có lâu rồi, nhà My đã bán cách đây một năm mấy, hai năm là đã có bán cái dạng mà cột thun ngọc trai này rồi đó. Nhưng mà nó dành cho người lớn nha. Nhưng mà nó dành cho người lớn thì cái vòng tròn này nó sẽ bự hơn một chút xíu. Thì cái hộp ngọc trai này nó cũng cỡ này thôi, nhưng mà chỉ có cái vòng tròn nó hơi bự hơn một chút xíu dành cho người lớn. Còn cái mẫu mà dành cho công chúa nó gắn thêm cái vương miện ở trên nữa thì đó là dạng này là cũng là mới ra luôn nha mọi người. Đó, cũng là mới ra luôn. Hàng này thì My mới về luôn, mới về cái đợt luôn đó mọi người. Đây nè mọi người, nhìn cái ngọc trai của nó là rất là đẹp nha. Đó, rất là xinh luôn. Ở trên nè, đính vừa đính đá là vừa có ngọc trai rất là tỉ mỉ. My không nghĩ là nó là một cái cột tóc cho bé mà nó lại đẹp như vậy luôn á, rất là tỉ mỉ luôn. Nè mọi người nhìn mẫu này ơi, đó đá ở trên nè, nạm đá, đá nhỏ rồi đá to, đủ kiểu hết luôn đó. Cho nên là mẫu này cột lên là bao xinh ha mọi người ha. Mẫu này cột lên là My bao xinh luôn đó. Nè, đủ kiểu vương miện hết trơn á. My chỉ để lên cái bàn tay cho mọi người thấy rõ. Ở trên này nó có đá nè, rồi có ngọc trai nữa nè. Đó, mẫu này thôi ôi thôi, dễ thương lắm luôn á. Đó, thấy chưa? Thì ở trên cái hình hàng mà My đang bán ở trên Zalo á thì có cái hình của người mẫu đó, là cái bé đó nó cột búi cao lên rồi nó cột cái cột này ở phía ngoài. Thì cái cột tóc mình khi mà mình cột lên thì nó sẽ như thế này nè mọi người. Đó, khi mà mình cột lên thì nó sẽ như thế này, nó đưa cái phương miệng lên trước, rất là dễ thương. Đó, cho nên là cái mẫu này hiện tại đang bán khá là chạy. Đó, đang bán khá là chạy. Nhưng mà nó có hai dạng mọi người. Một dạng á là cái hàng thun này sẽ là hàng thun rẻ. Nó có hai dạng ha chị em ha. Tại vì My đã bán qua cái cột ngọc trai này rồi, cột trơn dành cho người lớn này rồi, cho nên là My hiểu rõ. Nó có một cái loại là hàng thun rẻ thì nó sẽ nhanh giãn, rất là nhanh giãn luôn chị em, rất là nhanh giãn luôn ha. Đó, còn cái ở đây My đặt hàng tốt hơn một chút xíu đó, để cho nó lâu giãn. Nó có hai loại thôi, để cho nó lâu giãn, để cho chị em diễn cho các bé nó được lâu hơn một chút xíu. Cột lên đẹp lắm luôn á mọi người, tại vì đa số các bé là tóc bé màu đen đó, một số bé là nâu thôi. Đa số lại là màu đen hết, cho nên khi mà đen mà lên cái ngọc trai mà trắng như thế này là trời ơi, nó cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Đó. Mẫu này thì dành cho bé thôi, nhưng mọi người bé hoặc là cho dù có mẫu giáo bé lớp 1, lớp 2 tiểu học vẫn sử dụng được bình thường, nhưng mà khoảng là lớp 4, lớp 5 mà chị em diện cái này cho nó thì chắc nó sẽ không chịu đâu. Đó là sự thật ha. Rồi mấy bà nhỏ bây giờ lớp 4, lớp 5 là người ta một số nàng đã ra là diễn theo cái kiểu là các anh chị ở cấp 2 rồi. Đó, nhưng mà các bé mẫu giáo tới lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi thì sẽ rất là thích cái dạng này á mọi người. Đó, rất là xinh luôn ha. Thì ở đây bổ My là có 6 kiểu nè. 6 kiểu. Cột ở dưới nó thì là ngọc trai hết, nó chỉ khác cái hình cái vương miện ở trên thôi ha mọi người. Đó, tất cả ở dưới nó đều là ngọc trai hết. Để mình cầm lên cho mọi người xem. Đó, nó chỉ khác cái vương miện ở trên thôi. Đó, mọi người thấy chưa? Khác cái vương miện ở trên thôi. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 6 kiểu ha mọi người ha. Ở bên My thì My bán set nguyên trục.
chục là chục cái á, xét nguyên chục, chục là chục cái luôn đó. Rồi trong một xét đó thì My sẽ trộn đều 6 mẫu này cho chị em ha. Còn ví dụ giống như chị em nói là muốn lấy cái mẫu này nhiều hơn một chút xíu thì My sẽ lấy mẫu này nhiều hơn cho mọi người ha. Mọi người có thể lưu ý cho My đó, có thể nhắn vô My ơi lấy cái mẫu đó nhiều hơn cho chị, hay là lấy một set nhưng mà cái mẫu đó 3 cái, cái mẫu kia 4 cái mẫu này ha. Nói chung là chị em có quyền lựa mẫu ở trong đó, tùy theo mình thích là cái mẫu nào thì cứ nhắn với My. Còn nếu không đó là bên My sẽ trộn đều 10 cái cho 6 mẫu luôn, trộn đều hết đó. Thực chất thì mình nhiều mẫu mình dễ bán mọi người. Thực chất là nhiều mẫu sẽ dễ bán hơn đó, nhiều kiểu đính đá nó sẽ dễ bán hơn. Nhưng mà thật chất cái thằng này kiểu nào nó cũng đẹp hết, ở trên cái vương miện này cực kỳ xinh luôn, kiểu nào cũng lên tóc cũng đẹp hết đó mọi người đó. Tại vì cái mẫu này là My đã bán qua cái hàng cột chân rồi, cái cột chân dành cho người lớn rồi. Nếu chị em nào đã bán hàng lâu năm rồi chị em sẽ biết được cái cột chân người lớn này đã có rất là lâu rồi, và bây giờ ở xưởng nó gắn thêm cái hàng mà dương miệng rồi lên trên cho nó đẹp thôi, cuốn hút thôi, chứ thực chất cái cột này nó đã có từ lâu rồi đó. Và cái khung này là mọi người nó có hai loại đó, một loại thì nó hơi nhão hơn, một loại thì nó sẽ cứng và nó chặt hơn một chút xíu, nó sẽ lâu giãn hơn đó. Còn cái hàng nhão á mọi người, cái hàng nhão á thì cột khoảng 2-3 lần là nó bung rộng dài ra, nó bị giãn ra đó. Cho nên cái hàng của bé ở đây My sẽ lựa cái loại mà tốt, chứ My không bán cái hàng trẻ nha mọi người ha. Đó rồi, mẫu này đây, mẫu này mới về đang hot, My lên luôn cho mọi người ha, quay clip luôn cho chị em coi, vừa mới về luôn, vừa cập bến luôn, My lên làm clip cho mọi người tối nay mọi người xem luôn đó. Đây rất là xinh nha. Rồi 6 mẫu ha chị em ha, chỉ khác nhau ở cái chỗ là cái vương miện ở trên thôi, cái kiểu vương miện thôi, còn ở dưới đều là cái cột ngọc trai hết. Và cái hàng cột ngọc trai bên My là My lựa loại rất là dai đó, cho nên là chị em cứ an tâm mà bán, vì khách người ta sẽ sử dụng người ta sẽ rất là thích. Tại vì mẫu này á sắp tới là Tết nè, 20 tháng 11 nè đó, Noel nè, giờ đây tới Tết còn quá trời ngày lễ luôn, cho nên cái mẫu này chị em cứ tự tin mà lấy số lượng nhiều về, tại vì còn rất là nhiều cơ hội để diện cho các bé từ đây tới Tết đó. Và thực chất á, vương miện á mọi người nó không có qua thời đâu, cho nên chị em cứ lấy về bán. Lúc nào cũng vậy, các nàng mà diện đầm váy rồi lên là các nàng đều thích sử dụng vương miện hết. Các bé nó dễ vậy đó mọi người, thực chất là các bạn bán hàng cho các bé rất là dễ luôn, rất là dễ luôn. Nó có một số mẫu nó thích thì là sẽ bán được quanh năm suốt tháng, tại vì mới thấy là công chúa nào cũng thích vương miện hết. Vậy ha đó, cho nên là cái mẫu này mọi người cứ tự tin nhập về bán, sẽ không sợ lỗi mất, không sợ ấy. Mình bán đây tới Tết không hết, qua Tết mình vẫn bán được bình thường ha. Mọi người cứ an tâm về cái khoản đó, về cái khoản vương miện thì sẽ không bao giờ hết hot đối với các bé đâu, mọi người cứ an tâm ha đó. Mình thấy lúc nào các bé cũng thích vương miện thôi đó, mặc đầm mặc váy là thích vương miện cột lên. Chị thì trong video clip này mình chỉ giới thiệu cái mẫu này nhanh gọn lẹ cho chị em ha, chị em cứ tự tin đặt cái mẫu này về bán, tại vì mẫu này là bao hot đó, bao hot đây tới Tết luôn. Và cái cột tóc ngọc trai này màu trắng này nó rất là dễ phối đồ á mọi người, bé mặc đầm màu nào hay mặc đồ màu nào đều có thể cột cái này được hết, tại vì cái màu trắng nó có thể phối được với tất cả các màu ha mọi người ha. Đó, nó trắng hết trơn nguyên cái cột vậy nè, cho nên rất là dễ phối đó. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu hồng gì cũng phối được hết, kể cả bé mặc đầm hoa hay lá gì đó trong đó đều phối được với cái mẫu ngọc trai trơn này hết, cho nên cái mẫu này rất rất là dễ bán luôn, mọi người cứ an tâm các bạn đó ha. Đó, mẫu nào dễ bán thì mình sẽ nói là dễ bán, mẫu nào kén đồ thì mình sẽ nói kén đồ cho mọi người ha, mọi người cứ an tâm. Rồi 6 mẫu nha mọi người nha, 6 mẫu nó chỉ khác cái vương miện ở phía trên thôi, còn lại ở phía dưới nó đều là sợi dây ngọc trai hết. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui ha. Chị em bán hàng thì chúng ta càng ngày bán càng đắt hàng. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.